thì biểu hiện rất đặc trưng, nhìn vào thậm chí là chưa cần hỏi gì, biết bệnh gì rồi. Nhất là với những người có kinh nghiệm về da liễu hoặc là về truyền nhiễm, nếu như đúng lĩnh vực của họ. Nhưng nhiều khi thì nó cực khó, bởi vì thiên hình vạn trạng, các loại ban. Thì hôm nay thì không có tham vọng nhiều, chỉ truyền tải cho các em một số bệnh phát ban nhiễm trùng phổ biến thôi, và những cái khái niệm chính về cái hội chứng phát ban nhiễm trùng này. Hội chứng phát ban nhiễm trùng này, chúng ta cái bài học hôm nay thì nó sẽ không có đề cập tới những bệnh lý phát ban mà không do nhiễm trùng, để cho nó gọn lại thôi. Chúng ta không xét tới tất cả những bệnh có phát ban, mà chúng ta nói những bệnh phát ban do virus và do vi khuẩn là chính. Mục tiêu bài học là chúng ta phải biết thế nào là phát ban nhiễm trùng, một số khái niệm để chúng ta mô tả. Đặc biệt khi với một người chưa biết, không chúng ta kể lại bệnh thì chúng ta phải dùng những thuật ngữ chính xác để ghi nhận về tình trạng ban cho người ta hiểu và có thể hội chẩn được với những bác sĩ ở các khoa khác. Và thứ hai thì giới thiệu các em một số bệnh có phát ban chính, chúng ta rất là lướt qua, chủ yếu là xem hình dạng ban chứ không, chúng ta không học về tác nhân gây bệnh đầy đủ giống như từng bài học cụ thể nó đã lồng ghép trong cái chương trình các em học rồi. Có nhiều bệnh phát ban thì phát ban nhiễm trùng ở Việt Nam cực kỳ thường gặp, nhưng cũng có những bệnh rất là ít gặp, ví dụ bệnh Lyme. Hay bệnh Lyme thì ở các nước khác, các nước phương Tây thì gặp rất là nhiều, nhưng nước ta thì lại ít gặp. Tuy là bệnh rất là đặc trưng, nhưng nếu chúng ta không biết tới bệnh thì chúng ta sẽ lúng túng. Trước hết, đối với phát ban nhiễm trùng này, đó là có rất nhiều bệnh nhiễm trùng mà có biểu hiện phát ban, nên nó thành ra phức tạp và khó chẩn đoán. Người ta định nghĩa ban là gì? Là những cái sân thương làm thay đổi cấu trúc và hoặc màu sắc của da. Nghĩa là những bệnh đó vừa có nhiễm trùng, vừa có sự thay đổi cấu trúc da, hoặc là thay đổi màu sắc của da, hoặc là cả hai. Và có 3 loại ban chính được ghi nhận. Ít nhất các bạn phải biết 3 loại ban này. Thứ nhất là hồng ban, tức là những ban thường có màu hồng, từ hồng nhạt cho tới màu hồng đậm cho tới đỏ. Và bản chất của hồng ban thì các bạn biết phải là giãn mạch. Và khi mà chúng ta biết cái bản chất của nó là giãn mạch máu rồi, thì nghĩa là chúng ta dùng dấu ấn kính, chúng ta lấy kính, lấy làm kính, hoặc là lấy cái mắt kính của mình, hoặc là dùng hai ngón tay để kéo giãn ra, thì ban nó có khả năng biến mất hoặc là nhạt màu hơn, không để lại cái dấu vết nhiều giống như lúc ban đầu của nó. Đó là hồng ban. Loại thứ hai là tử ban. Tử ở đây không liên quan gì tới chết chóc cả. Tử ở đây là màu tím, ban màu tím. Và bản chất của nó là hồng cầu thoát mạch. Khi các bạn làm dấu ấn kính thì nó sẽ không biến mất, bởi vì hồng cầu đã thoát ra khỏi lòng mạch rồi. Hemoglobin đã bị khử tạo thành màu tím rồi. Và cái cuối cùng là mụn nước hoặc bọng nước hoặc là những cái tương tự. Cái bản chất của nó lại là gì? Tổn thương tại lớp thượng bì da. Tổn thương tại lớp thượng bì da với những tế bào trương phình và chứa đầy dịch ở phổng kẽ, phổng giang màng. Ba loại hồng ban, tử ban và mụn nước. Các bạn có thể cho cô biết là các bạn biết những bệnh nào là những bệnh thuộc hội chứng phát ban nhiễm trùng hay không? Khi mình làm bệnh án thì mình sẽ có hội chứng phát ban nhiễm trùng. Mình mô tả, cái hình thái ban, mô tả cái kiểu ban, mô tả cái phân bố cấu trúc ban. Bệnh nào là bệnh phát ban nhiễm trùng mà chúng ta đã học trong chương trình truyền nhiễm thì đó được. Bệnh nào các bạn? Thủy đậu, đúng rồi, viêm màng não do nở mô cầu, mình cũng ấn tượng phải không? Chi nữa? Rồi, trong và ngoài chương trình mới kể được hai, rồi sởi, sốt mò hay đã học rồi, tay chân miệng, sốt xuất huyết đen ghi chính xác, viêm màng não liên cầu lợn, tay chân miệng do enterovirus, Coxsackie virus, bệnh rubella hay gọi là sởi đứt. Còn chi nữa không các bạn? Kể những bệnh chính trong chương trình rồi đó, nó chỉ là một phần rất nhỏ của những bệnh lý thuộc hội chứng này. Và chúng ta đi tìm hiểu thêm.
Phát, đúng rồi. Phát ban da nhiễm trùng thường kèm theo sốt, thường kèm theo sốt. Nhưng không phải lúc nào cũng có sốt. Ví dụ bệnh Lyme, cái ban của nó có thể rất là to ở trên da của bệnh nhân, nhưng có thể có nhiều hình thái, có sốt hoặc là chưa có sốt. Nhưng mà hầu hết nó đều có sốt này, để chúng ta định hướng hội chứng phát ban nhiễm trùng. Một số thay đổi ở công thức máu, ở CRP, ở troponin, có thể là có những cái ổ nhiễm trùng tiêu điểm ban đầu, thường là từ hô hấp, thì nó sẽ có một số triệu chứng hô hấp trước. Đôi khi triệu chứng ban đầu là ở đường tiêu hóa, hai đường chính là hô hấp và tiêu hóa, nó có thể có một số tiền triệu hoặc một số triệu chứng kèm theo. Và người ta thấy 80% bệnh cảnh sốt phát ban đều có nguyên nhân virus, và hầu hết nó là lành tính và tự giới hạn, không cần điều trị. Em biết là virus thì chỉ có gì, virus viêm gan C và virus họ Hepatitis A là có thuốc điều trị đặc hiệu thôi, còn lại không có thuốc điều trị đặc hiệu. Vậy chẳng lẽ là mình chịu với tất cả những bệnh sốt phát ban sao? Thì đúng rồi, hay hầu hết là chúng ta chịu, hoặc là chúng ta kéo cho qua giai đoạn nguy kịch chẳng hạn, rồi sau đó bệnh nhân sẽ, cơ thể sẽ tự tạo ra kháng thể chống lại bệnh và bệnh nhân khỏi bệnh. May mắn là hầu hết bệnh cảnh sốt phát ban 80% là do virus và 80% là tự giới hạn và tự khỏi, nhưng không loại trừ một số trường hợp bệnh có thể rất nặng. Như các em biết là nhiễm trùng huyết do não mô cầu nó có thể rất là nặng, với hội chứng sốc độc tố như não mô cầu ấy. Đường hô hấp là chính, đường tiêu hóa là đường thứ hai. Ngoài ra còn một số con đường khác như là bị vector nó cắn, nó đốt. Tuy là hầu hết bệnh nhẹ, nhưng các em thấy một số phần trăm còn lại bệnh có thể rất là nặng. Biểu hiện ban có thể biểu hiện là những biểu hiện sớm của một cái nhiễm trùng nguy kịch, đúng không? Nên việc chẩn đoán sớm thì sẽ làm giảm lây lan, ít nhất là giảm lây lan. Cái thứ hai là người bệnh đỡ hoang mang, biết mình bị bệnh gì, bệnh đó lần sau có bị lại hay không, bệnh này có lây cho gia đình hay không, bệnh này có khả năng để lại di chứng gì không. Phải trả lời được cho người bệnh. Cái bệnh nhân mà về xóm nói là bị bệnh chi bác sĩ cũng không biết. Các em sẽ đi lâm sàng, sẽ gặp nhiều bác sĩ chẩn đoán sốt phát ban và nghĩ đó là một bệnh. Về nhà bệnh nhân cũng sẽ trả lời là sốt phát ban. Vậy thì sốt phát ban có phải là một bệnh không? Đó hoàn toàn không phải là một bệnh cụ thể gì cả. Trước đây sốt phát ban thường được người ta đồng nhất với rubella, nhưng bây giờ sốt phát ban là rất nhiều bệnh. Chúng ta phải xác định sốt phát ban đó là do gì. Nếu như do virus rubella thì đó là bệnh sởi đứt, bệnh rubella. Nếu nó là do virus sởi thì mình phải chẩn đoán sởi cho người ta. Nếu như mình chẩn đoán thủy đậu thì người ta biết à, bây giờ bị thủy đậu có thể để lại sẹo, phải chăm sóc da như thế nào này, lần sau mình sẽ không bị thủy đậu nữa chẳng hạn. Nó khi mình mang thai mình không cần phải đi trước đó mình cần phải tiêm vaccine thủy đậu nữa chẳng hạn. Đôi khi ví dụ một bệnh sốt phát ban ở thai phụ, các em phải làm sao chắc chắn họ có bị rubella hay không chứ, nhất là trong vòng 3 tháng đầu tiên. Bởi vì sao? Nếu rubella mà trong vòng 3 tháng đầu tiên thì một điều, một quyết định cực kỳ quan trọng cần được đặt ra, đó là có cần đình chỉ thai kỳ hay không. Nên đôi khi mình phải trả lời chắc sốt phát ban đó là bệnh gì. Nhưng đôi khi chúng ta sẽ chấp nhận, chúng ta dừng ngang mức là sốt phát ban dẫn sởi vân vân chẳng hạn, trong những trường hợp không thật sự quá quan trọng. Thì nguyên tắc đầu tiên đối với khám một bệnh nhân phát ban đó là phải hỏi nhanh, khám nhanh, bởi vì sẽ có rất nhiều triệu chứng liên quan. Những trường hợp điển hình thì chúng ta khám nhanh hơn, chúng ta chỉ hỏi những cái liên quan tới bệnh khi chúng ta đã xác định gần như là chắc chắn trong đầu rồi. Nhưng mà nếu như mình thấy bệnh này có nguy cơ là một bệnh có khả năng lây lan thành dịch lớn chẳng hạn, phải khám nhanh thì phải bảo vệ cho bản thân, phải hỏi và xác định để xem bệnh đó có phải là bệnh lây lan lớn hay không. Đặc biệt là chúng ta phải liên hệ với dịch tễ, yếu tố dịch tễ ở trong vùng. Bệnh do virus và qua đường hô hấp là chính thì khả năng lây có thể cực cao, và đó có thể là một bệnh rất nguy hiểm cho cộng đồng thì sao. Chúng ta sẽ xem đầu tiên bệnh nhân có cần cấp cứu hay không, rồi mới từ từ làm việc. Bệnh có cấp cứu hay không, bệnh có nguy cơ lây lan nhanh hay không, đây có phải là một trường hợp mà tiên lượng rất xấu nếu như không xử trí đúng và kịp thời hay không. Chúng ta phải trả lời được ba câu đó trước. Bởi vì rất nhiều bệnh có phải là một nhiễm trùng huyết do não mô cầu có thể tử vong sét đánh trong vòng 24 giờ hay không.
sau khi mình xác định là không có nguy cơ lắm, được không? Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, không đến nỗi gì. Trong nhà hoặc là trong xóm thì cũng chưa có cái trường hợp nào gọi là mắc bệnh lây cho bệnh nhân. Bệnh có vẻ là không có khả năng lây lan nhanh, hay chưa nghe ai xung quanh mắc bệnh hết, thì mới bắt đầu là hỏi và khám những cái khác. Ví dụ bệnh này mới có nguy cơ, chỉ đó là một bệnh mới nổi hoặc tái nổi hay không, mà một bác sĩ mới ra trường của mình chưa biết hay không. Rồi tình khi bệnh nhân ổn định rồi, chúng ta sẽ có các biện pháp phòng bệnh cần thiết cho bản thân, người bệnh xung quanh, người nhà, rồi mới bắt đầu tiến hành khám tỉ mỉ bàn, xem cái bàn nó như thế nào, các triệu chứng kèm theo ra sao, có nguy cơ có biến chứng hay không. Chúng ta sẽ hỏi về tình trạng miễn dịch hoặc chủng ngừa. Cái này rất quan trọng đối với bệnh nhiễm trùng, bệnh truyền nhiễm. Có những bệnh đã miễn dịch đầy đủ rồi sẽ không mắc bệnh, bởi vì khả năng bảo vệ của vaccine rất cao đối với mặt bệnh đó chẳng hạn. Ví dụ như sởi, khả năng bảo vệ của vaccine rất cao. Rubella, khả năng bảo vệ của vaccine rất cao. Hoặc là thủy đậu cũng vậy. Nhưng mà ví dụ COVID-19 chẳng hạn, COVID-19 thì khả năng bảo vệ của vaccine hiện tại thì nó không được cao, và kháng thể nó giảm dần theo thời gian. Có thể mắc bệnh thì sao? Rồi các thuốc đã sử dụng trong vòng 1 tháng. Các bạn biết dị ứng. Dị ứng là một trong những nguyên nhân gây phát ban. Không phải là phát ban nhiễm trùng, nhưng đôi khi nó liên quan tới tình trạng nhiễm trùng. Bởi vì trước đó nhiễm trùng nên bệnh nhân mới uống thuốc. Và dị ứng là một trong những vấn đề rất được quan tâm, đặc biệt tại những nước phát triển các bạn. Và cơ địa của họ, của nhiều nước, đặc biệt là người da trắng các nước Âu Mỹ, cơ địa dị ứng của họ rất là nhiều. Có những người các bạn biết rồi, sốc phản vệ sau khi ăn lạc đậu phộng nhiều lắm. Sốc phản vệ sau khi ăn trứng gà, thịt gà rất là nhiều, cá biển, hải sản rất nhiều. Thì cái thuốc sử dụng trong vòng 1 tháng nó cũng rất quan trọng. Bởi vì dị ứng thuốc, đặc biệt là dị ứng muộn, cũng rất nhiều. Ví dụ Ampicillin là một trong những thuốc có thể gây quá mẫn muộn sau 1 tháng. Nhiều bệnh nhân viêm màng não hoặc nhiễm trùng nặng được dùng Ampicillin sau khoảng gần 1 tháng mới bắt đầu có biểu hiện ban, chứ không phải có biểu hiện ngay thì chúng ta dễ chẩn đoán hơn. Rồi tiếp xúc với động vật, đặc biệt ở những nước phương Tây thì người ta có rất nhiều thú cưng, và thú cưng của họ có rất nhiều chủng loại. Thú cưng có thể cắn họ, hoặc là những cái dị ứng hoặc là những bệnh lý từ thú cưng gây sang người nhiều hay rất là nhiều. Có bị động vật hay côn trùng đốt hay không, nó quan trọng trong chi chẩn đoán sốt mò, bệnh lai, rất là nhiều bệnh khác. Bệnh nhân có du lịch tới các vùng nào không, và đặc biệt cái địa phương đó có bệnh gì đang lưu hành hay không. Đôi khi người ta sẽ ngắm ấy. Và một bệnh du lịch thì mình biết đây có thể là một bệnh nó rất lạ đối với mình cần tìm hiểu thêm. Có lây từ ai không, cái này quan trọng này. Một người mình nổi mụn nước, trước đó có tiếp xúc với bệnh nhân cũng nổi mụn nước nữa trong vòng 3 tuần, thì chúng ta nghi ngờ thủy đậu. Trong nhà có đứa trẻ bị sởi, bây giờ người lớn bố mẹ bị sốt phát ban, mới tiếp xúc khoảng 1 tuần mình nghi là bố mẹ bị sởi. Có nguy cơ mắc bệnh lây qua đường tình dục nào không, cũng phải hỏi nhé. Ở các bệnh giang mai, HIV, nhiều bệnh lây qua đường tình dục khác, herpes đều có thể có biểu hiện là phát ban nhiễm trùng cả. Rồi bệnh nhân có dùng ma túy qua đường tiêm truyền, có dùng chung với người khác hay không, nó sẽ liên quan tới các bệnh lây truyền trực tiếp qua đường máu, hoặc là Usland, viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn. Bệnh nhân có bất kỳ bất thường nào về bệnh tim mạch hay không, cái này dành cho là mình cảnh giác những bệnh nặng nề, đặc biệt là viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn. Có thiết bị hỗ trợ nhân tạo nào trong người hay không, ví dụ đặt catheter kéo dài, hoặc là bệnh nhân có văn tim nhân tạo. Cái này thì mình cũng không nhắc nhiều, nó liên quan tới việc là nguyên tắc khám hỏi một bệnh nhân có hội chứng phát ban nhiễm trùng để chúng ta định hướng, đặc biệt trong những trường hợp khó. Bây giờ đến phần khám ban. Thì khám ban chúng ta phải khám đầy đủ và toàn diện. Trước hết chúng ta sờ, không? Nhìn sờ là chính. Chúng ta sẽ sờ xem so với mặt da, thì cái ban đó phẳng so với mặt da hay là gồ lên khỏi mặt da. Chúng ta sờ
Hạt sờ này nó khá quan trọng trong phân biệt rubella và sởi đó. Sởi thì những cái nốt sởi nó thường to và gồ, phân bố nó không đều, có tính chất hợp lưu. Nên khi các bạn sờ trên bề mặt da, đôi khi các bạn không quen thì các bạn sẽ thấy ban sởi và ban rubella khó phân biệt quá. Đặc biệt khi cả hai đều nhỏ li ti giống nhau mà chưa hợp lưu, thì ban sởi nó thường gồ hơn và phân bố không đều. Do đó mình sờ mình sẽ thấy gồ ghề. Còn ban rubella có thể tuy nó trải hết toàn thân bệnh nhân, nhưng phân bố của nó lại rất là đều. Và cái độ gồ lên khỏi mặt da của nó ít. Nên khi chúng ta sờ lên chúng ta thường có cảm giác là miệng như nhung đó. Là những cái ban xuất huyết, đặc biệt là xuất huyết mà tử ban chìm, thì chúng ta sờ thấy nó còn toàn phẳng so với mặt da, gọi là giáp. Nhưng cũng đôi khi nó sẽ gồ lên một mặt, gồ lên khỏi mặt da. Ví dụ trong những trường hợp dị ứng thì các bạn thấy sờ nó sẽ gồ lên khỏi mặt da khá là rõ, chúng ta gọi là mề đay. Vậy thì đầu tiên chúng ta so với mặt da, nó phẳng so với mặt da không thay đổi gì về bề mặt so với vùng da chung quanh hay là gồ lên. Và cái thứ hai là cái màu sắc và cái bản chất của tổn thương, giãn mạch hay là hồng cầu thoát mạch hay là tổn thương của lớp thượng bì, màu là màu hồng hay màu tím, cái dịch bên trong là dịch trong ngã vàng hay là dịch mủ đục, để chúng ta biết cái loại ban là loại ban gì. Chúng ta phải trả lời được, đừng trả lời là hồng ban, tử ban hay ban mụn nước không. Và chúng ta phải khám ban khu trú hay là ban lan tỏa. Cái này hôm trước các bạn giao ban thì các bạn biết rồi đó. Phân biệt zona và headpad phải không? Đó, một cái là chỉ có khu trú thôi, tuy cả hai đều là dạng chùm nho, nhưng một bên là cả hai bên cơ thể có thể gặp, một bên thì chỉ có không thể vượt quá đường giữa cơ thể được. Phân bố ở đâu, thân mình hay tay chân? Có một số cái loại tác nhân gây bệnh thì cái ban nó chủ yếu là ở thân mình, khác với một số loại khác thì ban lại chủ yếu là ở tay chân. Mình phải xem bệnh nhân có nổi ban hay không, không nhìn chỉ bên ngoài không, mà chúng ta sẽ xem con mắt có sốn hay không, trong miệng có viết loét hay không. Đặc biệt trong bệnh sởi chúng ta khám nổi ban để tìm dấu cấp lít, là một trong những dấu cực kỳ đặc trưng cho sởi. Ban có thể ở trong ống tiêu hóa khiến bệnh nhân nôn, đau rát, đau thượng vị, tiêu chảy. Ban có thể ở trong đường tiết niệu như trong thủy đạo, bệnh nhân có thể tiểu rát, tiểu buốt. Tuổi ban như thế nào? Em thấy trong cái bệnh thủy đạo đặc trưng nhất của ban trong bệnh thủy đạo giúp ta phân biệt với các bệnh khác đó là gì? Trên cùng một vùng da có ban nhiều lứa tuổi khác nhau. Có những ban rất trẻ, đúng không? Nhưng có những ban trưởng thành, có những ban rất là già. Trên một vùng da có ban nhiều lớp tuổi khác nhau. Rồi kích thước của ban như thế nào để chúng ta gọi tên, chúng ta mô tả. Và vị trí thân mình hai tay chân, hoặc là chỉ có một ban nhưng ban đó ở biệt bộ phận sinh dục, thì chúng ta phải mô tả. Và sau đó là các triệu chứng kèm theo cũng không kém phần quan trọng. Thứ nhất là về so với bề mặt da thì chúng ta xếp được những loại ban nào. Sau đây là một số cái khái niệm ban để mà các bạn mô tả. Thứ nhất là ban dạng giáp, như cái tên của nó phẳng so với mặt da, là một vùng thay đổi sắc tố da mà có giới hạn thường là tương đối rõ. Giáp giáp này mình sẽ gặp trong cái gì? Giáp này thì mình có thể gặp là trong cái giáp bầm tím quanh nơi tiêm truyền của bệnh sốt xuất huyết, mà chúng ta hay gọi là mảng bầm tím đó, giáp này, giáp bầm tím quanh nơi tiêm truyền, hoặc là giáp trong cái bệnh do nấm, mà khi mà mụn nước không có nổi rõ hả, một cái giáp hình tròn đúng không, xung quanh là có mụn nước nhỏ li ti ngứa như trong bệnh thắt lào, phẳng so với mặt da hay là vùng thay đổi sắc tố có giới hạn tương đối rõ. Sẵn là gì? Sẵn là vùng nổi lên so với mặt da nên có kích thước dưới 5 mm, chúng ta hay gặp nhất là sẵn do mũi đốt, phải không? Sẵn do mũi đốt, hoặc là sẵn trong cái bệnh rubella, sẵn trong bệnh rubella thường nó nổi lên khỏi mặt da nhưng kích thước nó bé dưới 5 mm. Còn mảng thì tương tự, nổi lên khỏi mặt da
nhưng kích thước lại là lớn hơn 5 cm, và nó có dạng cao nguyên, nó gồ lên, và sau đó cái bề mặt của nó sau khi đã nổi lên khỏi mặt da thì bề mặt nó phẳng, chúng ta gọi là mảng. Mảng này hay gặp trong các trường hợp như là nổ mề đay lớn trong cái dị ứng. Nốt thì thường nằm ở dưới da, kích thước là ở lớp dưới da và có thể đậu lớp dưới da lên. Nó có cái bề mặt cong và kích thước thì lớn hơn 5 mm. Nốt này hay gặp, nốt hồng ban ở trong bệnh thương hàn, nốt trong bệnh sốt mỏ và đặc biệt nốt trong bệnh sởi, nó sẽ đặc trưng cho cái ban dạng nốt này. Và mề đay thì thường là nó ở dạng sẫm hay mảng, nó gồ lên và đôi khi tập hợp lại thành dạng vòng, băng vòng hình nhẫn. Mày đay hay còn là mề đay. Mụn nước thì chúng ta thấy là tổn thương lớp thượng bì đậu da lên và kích thước của nó dưới 5 mm, bên trong chứa dịch trong, có thể là màu trong suốt không màu hoặc là màu vàng nhạt thì chúng ta gọi là mụn nước, rất hay gặp trong bệnh thủy đậu. Và đôi khi bệnh nhân thủy đậu nó cũng sẽ có hai dạng ban khác nhau tùy theo kích thước, đó là mụn nước dưới 5 mm và bọng nước trên 5 mm. Các em sẽ thấy những bệnh nhân thủy đậu mà phát hiện sớm và dùng acyclovir sớm thì hầu như trên da của họ chủ yếu là có mụn nước thôi. Còn những bệnh nhân điển hình dùng thuốc muộn thì thường là nó ở dạng vừa mụn nước vừa bọng nước, có những cái mụn nó lớn trên 5 mm, đó đều là những cái túi có chứa dịch và dịch trong nổi lên khỏi mặt da, cái bờ thì nó có hình vòng. Và nếu như cái dịch này nó hóa mủ, ví dụ trong trường hợp thủy đậu mà bị bội nhiễm thì chúng ta sẽ gọi là mụn mủ hoặc là bọng mủ tùy theo kích thước. Hai loại cuối cùng, chìm và tử băng nổi. Tử băng chìm là gì? Ban do xuất huyết sờ không nổi trên mặt da, nó có thể rất nhỏ như chấm xuất huyết trong bệnh viện sốt xuất huyết đen ghi, cái ban xuất huyết giai đoạn hồi phục đó hả, và có thể là mảng xuất huyết khi nó lớn hơn 3 mm trong gì, trong cái nhiễm khuẩn huyết do liên cầu lợn, nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu. Và tử băng nổi thì nó gồ lên mặt da, có nguồn gốc là viêm thành mạch, sau đó rồi mới xuất huyết. Này thì chúng ta cũng khá ít gặp. Bây giờ chúng ta bắt đầu tới cái hình ảnh là chính. Ở đây các bạn thấy tử ban nổi và tử ban chìm, các bạn phân biệt đó. Tử ban nổi bản chất của nó là viêm thành mạch. Sau khi viêm thành mạch gồ lên khỏi mặt da thì nó xuất huyết. Tử ban nổi, đây viêm thành mạch. Các bạn thấy là sờ vào sẽ thấy nó gồ, nó nổi lên khỏi mặt da. Và tử ban chìm thì mình gặp trong trường hợp do HSV hoặc là HPV, rồi chúng ta sẽ gặp trong trường hợp nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu là những cái mảng xuất huyết như thế này, hoặc là những chấm xuất huyết nhỏ li ti sờ phẳng so với mặt da như trong cái ban hồi phục của bệnh sốt xuất huyết đen ghi, hoặc là làm dấu laser dương tính thế này. Các cái hình thái ban các bạn thấy là cực nhiều hay nội ban hoặc là ngoại ban, hồng ban hoặc là ban xuất huyết, tử ban hoặc là mụn nước, có thể là xuất huyết dạng tử ban chìm, có thể là giáp hay giáp một vùng có giới hạn rõ, thay đổi màu sắc da, có thể ban trong bệnh tinh học nhiệt, có thể là do vi khuẩn hay do liên cầu, độc tố của liên cầu A. Cái này cũng là sốt xuất huyết rồi. Đó, có thể do nhiễm trùng hoặc là không do nhiễm trùng như ban trong bệnh lupus ban đỏ. Vậy thì chúng ta tìm hiểu thêm một số cái trường hợp hay gặp thôi, chứ còn lại thì thiên hình vạn trạng. Ngoài cái khám và mô tả ban thì chúng ta cũng cần chú ý một số vấn đề khác, ví dụ như là ban xuất hiện trước hay sốt xuất hiện trước, ban sốt vào ngày thứ mấy của sốt, rồi xuất hiện đầu tiên ở đâu, nó có lan toàn thân hay không, hay là nó chỉ có tính chất khu trú. Ban có phải ban đầu ở mặt sau đó xuống thân mình và chân là cuối cùng hay không, ví dụ trong rubella cái triệu chứng đó rất là rõ. Ban có đối xứng hai bên hay không, ví dụ trong bệnh thủy đậu ban có hai bên đúng không, còn rubella xin lỗi zona thì ban chỉ có một bên thôi.
Rồi cùng là cái mụn nước, cùng là tổn thương da, nhưng ban mà đối xứng qua nếp gấp cơ thể có thể nó sẽ do kiến ba khoang chứ không phải là bệnh zona. Rồi tốc độ lan của ban nhanh hay là chậm, ví dụ rubella thường nó mọc trong vòng 2 đến 3 ngày thôi, và khi mà ban xuống đến chân rồi bệnh nhân hoàn toàn hết sốt. Các ưu ban trong sỏi, ban sẽ mọc liên tục trong vòng 4 đến 5 ngày, và khi ban chỗ sau mọc thì chỗ trước vẫn còn, đúng không? Các triệu chứng vẫn còn nặng nề chứ không phải đã hoàn toàn hết sốt. Rồi trên cùng một vùng da ban có mọc cùng lần hay là lần lượt, này cũng giống trong cái trường hợp là thủy đậu và zona, hay zona là bông ban mọc cùng một lần, thủy đậu hết ban này nối tiếp ban khác trên một vùng da, có nhiều độ tuổi ban, có nội ban hay không hay chỉ ngoại ban thôi, và khi để lại sẹo có dấu vết gì trên da khi ban mất đi không. Chẳng hạn có người hỏi mình là bệnh nhân có ban đó, rồi bây giờ là ban nó thâm lại, mình hỏi là sao, có để lại sẹo hay dấu vết gì không. Nói bệnh nhân, bác sĩ có hội chẩn nói là bệnh nhân này sau khi ban nổi rồi xong rồi thì bệnh nhân trên da của bệnh nhân còn lại những nếp vằn, những cái vùng màu nâu lâu biến mất, thì đó chính là sỏi chẳng hạn, hay một trong những đặc trưng của sỏi. Nói chung là chúng ta phải hỏi và khám toàn diện. Rồi chúng ta sẽ khám những cái dấu hiệu liên quan khác, khám tất cả các cơ quan, và đôi khi nó rất là quyết định trong việc chẩn đoán nguyên nhân, chứ đừng nhìn vào mỗi cái ban. Khi cần hội chẩn các bạn đừng chụp mỗi cái ban cho các bác sĩ hội chẩn, mà các bạn phải khai thác thông tin, cung cấp cho họ càng nhiều thông tin thì cái chẩn đoán nó mới càng chính xác. Các em thấy là có rất nhiều bệnh lý ban, và người ta dựa vào cái phân bố ban ở thân mình hoặc tay chân cũng khá là quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái thứ nhất, đó là ban chủ yếu ở thân, và cái thứ hai sẽ là ban chủ yếu mọc ở chi, và phần cuối cùng là chúng ta cũng không xếp vào ở thân hay ở chi, chúng ta xếp vào những ban mà có mụn nước, bọng nước, và những ban có cái tử ban thì có cái xuất huyết. Vì xếp chủ yếu ở thân hoặc ở chi chủ yếu giúp chúng ta phân biệt các loại hồng ban các bạn, bởi vì hồng ban là cái loại ban mà phổ biến nhất, rất nhiều vậy. Đầu tiên là cái hồng ban, cái ban giác sẫm mà chủ yếu mọc ở thân, nó có thể bằng với mặt da hoặc là gồ lên khỏi mặt da, thì gồm những cái bệnh nào? Sởi đất, sốt mò, thương hàn, các bệnh do enterovirus, tay chân miệng. Tay chân miệng đôi khi enterovirus khác đó nè, nó cũng có ban chủ yếu ở thân. Sơ nhiễm HIV, nhiễm trùng đơn nhân do Epstein-Barr virus, bệnh hồng ban nhiễm trùng do papillomavirus B19, rồi đào ban ở trẻ nhỏ, hồng ban nhiễm trùng đó hả, rồi và lai. Giới thiệu sơ qua với các bạn thôi. Đầu tiên là bệnh sởi. Đây là một trường hợp sởi ở người lớn khá đặc trưng. Thì các bạn thấy ban của sởi nó sẽ thế nào? Hồng ban hay hồng ban sẫm, hồng ban dạng sẫm, dạng nốt, thường là dạng nốt nó lớn hơn 5 cm, có cả một ban và một ban. Cái đặc trưng, triệu chứng đặc trưng của bệnh đây là ban nhẹ như rubella, bệnh nhân sẽ thường xuyên có ho rất là nhiều, mắt đỏ, chảy ghèn nhiều, và nhiều cái ghèn dữ, và bệnh nhân sẽ hơi giảm thị lực do nhìn kém với ánh sáng. Những cái triệu chứng của viêm long hô hấp nó khá rõ ở bệnh nhân sởi. Ban sẽ mọc liên tiếp 4-5 ngày, và khi chúng ta khám miệng của những ngày đầu thì chúng ta sẽ thấy nốt cochlic là giống như những cái hạt muối rải trên nền ướt, hạt muối trắng rải trên nền ướt là một trong những cái đặc trưng của sởi. Chẩn đoán xác định thì chúng ta có huyết thanh chẩn đoán cái virus sởi tiếp IRM. Ban nó mọc cả hai bên, và ban chúng ta sẽ thấy rõ ở thân mình hơn, tuy nó mọc ở toàn thân của bệnh nhân.
là trường hợp sởi ở người lớn, các em nhìn cái ban, em biết sờ thì nó sẽ rất là gồ ghề. Và sau khi ban bay rồi á, thì cái nếp vằn da hổ, vằn da bớ thâm còn lại nó sẽ mất hơn nửa tháng nó mới hoàn toàn bay hết, sẽ gây mất thẩm mỹ cho bệnh nhân. Và điểm đặc biệt của sởi nữa thì khi bệnh sởi hồi phục rồi á, thì chúng ta vẫn sẽ lo ngại cho bệnh nhân. Bởi vì lý do gì nữa các em? Sởi thì họ có thể bị sởi nhẹ hoặc là bị sởi nặng. Và sau khi đã hồi phục rồi, mình vẫn còn lo sợ và phải báo cho họ biết. À, đó là gì? Sau khi mắc sởi thì bệnh nhân sẽ ở trong tình trạng suy giảm miễn dịch tạm thời. Nó có thể kéo dài hàng tháng cho tới hàng năm. Lúc đó coi như là toàn bộ hệ miễn dịch nó không hoạt động nữa, nó không hoạt động nữa. Trí nhớ miễn dịch không còn, nên bệnh nhân rất dễ bị bội nhiễm, rất dễ bị những bệnh nhiễm trùng khác. Chúng ta cần phải tư vấn cho họ. Sởi measles, đây là trường hợp sởi ở trẻ em. Em thấy một trường hợp sởi ở trẻ em, thường kèm theo sốt cao, viêm lông hô hấp, rất dễ có biến chứng viêm phổi, đôi khi có biến chứng viêm não. Và đặc biệt sởi ở trẻ em thì nó sẽ gây suy giảm miễn dịch sau sởi khá là dài ngày. Đây là nốt cóc lít ở trong miệng của bệnh nhân sởi. Nó sẽ xuất hiện trong một thời gian ngắn thôi, có thể là vài giờ cho tới vài ngày. Người ta mô tả giống như là những hạt muối trắng trên nền ướt này, ở bên trong niêm mạc má của bệnh nhân. Một đứa trẻ mắc sởi, các bạn thấy là mắt này, cái nụ ban nó có rõ mắt, ở trong mắt cũng có ban, trong miệng cũng sẽ có ban, khiến miệng lở loét và trẻ ăn uống rất là kém. Ban dày nhưng phân bố không thật sự đều, mặc cả hai bên cơ thể, có tính chất hợp lưu thành từng mảng. Trước đây chúng ta hay nói là sởi không có ở lòng bàn tay bàn chân, nhưng thật sự những năm vừa qua thì sởi có ở lòng bàn tay bàn chân cũng rất là nhiều, tuy nhiên da vùng này dài nên chúng ta ít ghi nhận được thôi. Nhiều trường hợp thấy rất là rõ. Đó, cái băng sởi khi chúng ta chụp gần thì sẽ thấy nó như thế này đây. Không đều, kích thước hoàn toàn không đều. Sẵn, nốt. Nốt cấp lít trong sởi đây nè. Trường hợp thứ hai, bệnh thứ hai là rubella. Rubella các bạn thấy là cái chấm hồng ban, cái sẫm hồng ban nó có vẻ nhỏ hơn, phân bố đều hơn và có vẻ vẽ không gây xù xì bột bề mặt da nhiều như là sởi. Bởi vì cái tính chất rất phổ biến của bệnh nên trước đây cứ gặp các trường hợp này các bác sĩ hay chẩn đoán sốt phát ban. Sốt phát ban đồng nghĩa với sởi đứt. Tuy nhiên là chúng ta phải biết sởi đứt là bệnh nó có đặc trưng là gì? Thường gọi là bệnh sốt 3 ngày. Hiếm khi bệnh kéo dài quá 3 ngày. Ban thì nó không có quá gồ ghề, viêm lông hô hấp cũng không nặng nề. Và cái tính chất xuất hiện kèm theo cái tốc độ lan và biến mất của các nốt này khá đặc trưng. Với đầu tiên, bệnh hay xuất hiện ở mặt trước, sau đó xuống tới thân mình. Khi xuống tới thân mình ở trên mặt bay, thân mình rồi tay và chân. Khi xuống tới chân thì ở thân mình bay. Và đến khi xuống tới chân rồi thì sốt cũng hết. Và sau đó bệnh hết luôn theo ban. Nó không kéo dài quá 3 ngày. Ít có biến chứng, nhẹ nhàng. Bệnh này thì ở người, ở trẻ em và thiếu niên có rất nhiều hạch. Một trong những cái phân biệt của sởi và sởi đứt đó là gì? Rubella thì cực kỳ nhiều hạch. Đặc biệt là hạch sau tai, hạch dọc cơ ức đồng chẩm nhỏ li ti thôi, không có phải là quá lớn. Sởi thì ít gặp hơn, sởi thì ít gặp hạch hơn. Rubella ở người trẻ thì hay có thêm triệu chứng của viêm khớp nữa, đau nhức khớp. Tuy nhiên bệnh nhân qua, bệnh này hầu như chỉ nguy hiểm nhất ở đối tượng là bào thai trong bụng mẹ. Cái đứa trẻ chưa tới 3 tháng tuổi ở trong bụng mẹ, giai đoạn hình thành phôi và các cái bộ phận thiết yếu của cơ thể. Thì lúc đó nếu như người mẹ chưa hề tiêm vaccine rubella mà bị lây thì là có nguy cơ rất là cao gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi, dị tật từ việc dị tật chi, dị tật não sọ cho tới là
cái dị tật về tim, về thận, về khớp, các cái cơ quan của bụng rất là nhiều. Và cái vaccine sởi cũng như rubella thì nó thường là chế từ virus sống giảm độc, do đó người ta không dùng cho phụ nữ mang thai. Người phụ nữ mang thai nếu như muốn mà có dự định mang thai thì phải chích trước đi, chích trước ngày dự định mang thai ít nhất là 1 tháng, mà an toàn là phải 3 tháng. Chứ nếu như mà bị rubella trong thai kỳ mà 3 tháng đầu thì nguy cơ đứa trẻ bị dị tật lên tới 80%, và gần như nếu như bị trong 3 tháng đầu thì chỉ định đình chỉ thai thì chắc chắn, trừ khi mà thai phụ người ta không đồng ý và quyết định giữ. Rồi ban do Epstein-Barr virus, đây là một vấn đề mà bên truyền nhiễm ít chú ý. Nó cũng là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục hay gặp ở người lớn. Thì cái ban của nó rất khó phân biệt với ban do bệnh khác, và nó cũng không có quá nổi bật so với triệu chứng khác. Sốt nó cũng ít rõ. Cái này các bạn về tìm hiểu thêm. Đôi khi nó rất là giống. Và chúng ta chẩn đoán là rubella chẳng hạn. Rubella thì chúng ta muốn chẩn đoán xác định chúng ta làm gì? À, huyết thanh chẩn đoán rubella iri em dương tính hay không. Rồi một bệnh khác là đờ ban ở trẻ nhỏ, hay được gọi là bệnh phát ban thứ 5 do HPV gây ra, human papillomavirus gây ra. Bệnh cũng có thể xảy ra ở người trưởng thành và phụ nữ mang thai, hay gặp nhất ở lứa tuổi học sinh tiểu học và trẻ nhỏ, lây qua đường hô hấp. Thứ năm này không phải là ngày thứ năm đâu, mà là xếp vào nhóm thứ năm. Các bạn biết là sốt mò cũng là được xếp vào một nhóm sốt phát ban, rồi các bệnh khác có rất nhiều bệnh người ta xếp vào sốt phát ban. Rồi bệnh sốt xuất huyết đen thì các bạn cái hình này các bạn quen thuộc rồi phải không? Nó có nhiều hình thái từ xung huyết toàn bộ da cho tới những cái xuất huyết nơi va chạm, cho tới cái biểu hiện xuất huyết, những cái chấm xuất huyết nhỏ li ti ở giai đoạn hồi phục. Nó cũng là một bệnh ban mà chủ yếu là ở thân mình, mà chủ yếu ở tay chân thì đúng hơn, tay chân thì đúng hơn. Cái ban xung huyết này thì chủ yếu ở thân mình nè. Cuối cùng là bệnh lai, bệnh lai. Bệnh này thì ban cực kỳ đặc trưng luôn các bạn. Từng vòng tròn đồng tâm lớn, hay từng vòng tròn đồng tâm, kích thước rất lớn, thường nằm ở vị trí mà côn trùng nó đốt. Bệnh này do gì gây ra? Nó do sóng khuẩn, một loại vi khuẩn, một sóng khuẩn gọi là Borrelia burgdorferi gây ra. Nó có vector trung gian truyền bệnh tương tự như bệnh sốt mò. Tại vị trí này cũng có ban, thì tuyến hạch bạch huyết vùng cũng sưng to, điều trị giống như sốt mò. Và một số trường hợp khác cũng do vi khuẩn luôn, ví dụ ban vòm trong bệnh thắt tim. Ban vòm ở đây cái hình này các bạn thấy không rõ lắm. Bệnh sốt mò hay sốt mò ban. Sốt mò thì đặc trưng của ban thì ban thường mọc vào, sốt mò cũng như thương hàn, cái ban khá giống nhau. Ban thường mọc vào cuối tuần thứ nhất, đầu tuần thứ hai. Trên thân thường không quá 50 ban trên tổng toàn bộ thân mình. Ban thưa, đúng không? Ban thường là ở dạng hồng ban sẫm. Và cái đặc trưng nhất thì là nốt mò đốt thôi, nó sẽ đi kèm nốt mò đốt. Ban thương hàn thường mọc ở thân mình hơn, thường là từng dạng giác mãn hồng ban dọc theo thân mình, kèm theo lưỡi dâu tây, phải không? Rồi cái những cái tổn thương ở trong ống tiêu hóa luôn luôn có, nó có thể là gan lách lớn, nó có thể là tuần đầu thì táo bón, cái tuần sau tiêu chảy rồi không có máu, vân vân. Ban chủ yếu ở chi thì người ta xếp giang mai kỳ 2, hồng ban đa dạng và bệnh lý Osland vào ban chủ yếu ở chi. Giới thiệu với các bạn một số cái hồng ban đa dạng. Là trên một vùng da thì ban có nhiều hình thái, có thể từ dạng sẩn nốt cho tới dạng ban vòng, ban có hình bia. Hồng ban đa dạng thì do rất nhiều loại tác nhân có thể gây ra, nên đôi khi chúng ta lúc này chỉ ngưng ở mức chẩn đoán là gì? Sốt phát ban thôi. Bởi vì các xét nghiệm về virus của chúng ta
ít có, kỹ thuật cao và tốn tiền. Và đôi khi chúng ta không định hướng được tác nhân gì. Ví dụ các bạn thấy là trên bệnh nhân có hồng ban đa dạng thì các bạn phải cho làm gì? Huyết thanh chẩn đoán ELISA hoặc là PCR, test vaccine black virus, mycoplasma pneumoniae, rồi histoplasma capsulatum hoặc là paraspor virus v.v. Chúng ta cho làm như vậy thì mỗi tác nhân nó đã tốn tiền triệu rồi, mà đôi khi nó lại không quá quan trọng, trừ những trường hợp thật sự đặc biệt. Hồng ban đa dạng thì trên một vùng da có ban rất nhiều cái hình thái khác nhau và triệu chứng kèm theo nó cũng sẽ khác nhau và đôi khi không rõ ràng. Mấy cái này nó khá liên quan tới một số cơ địa, ví dụ cơ địa suy giảm miễn dịch do bệnh lý gì đó, do HIV hoặc là do các bệnh lý khác. Mình học để biết thôi. Nghĩa là herpes simplex virus là một trong những loại virus có thể gây phát ban khá là phổ biến. Ngoài ra còn có mycoplasma pneumoniae, histoplasma capsulatum và paraspor virus. Virus nó hay gây ra cái biểu hiện giống như cái hình bên cạnh đấy các bạn. Một bệnh lây truyền qua đường tình dục khác có ban chủ yếu ở chi, đó là bệnh giang mai. Và ban nó xuất hiện vào kỳ 2. Cái còn kỳ 3 là giang mai thần kinh rồi, phải không? Nó là những cái sân giang mai ở bộ phận sinh dục, ở trên da bệnh nhân và ở tay. Những cái sẩn cứng, những sẩn cứng và có thể loét. Đây là hình thái của ban giang mai. Rồi bệnh Osler, một bệnh viêm nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn thường đứng hàng đầu do tụ cầu và liên cầu gây ra. Hay gặp ở những bệnh nhân có dụng cụ nhân tạo ở trong tim hoặc là đặt catheter kéo dài hoặc là tiêm chích ma túy, đường tĩnh mạch. Thì bản chất của những nốt Osler này là gì? Những cái nốt sùi ở van tim chứa rất là nhiều fibrin, tiểu cầu và vi khuẩn, nó trôi theo dòng máu. Và đến các vi mạch nhỏ, thường là ở tay chân, thì nó dừng lại và tắc mạch, tạo ra những cái ổ mủ nhỏ, những cái ổ vi áp xe ở đầu chi như thế này, gọi là cái nốt Osler. Đôi khi nó là báo hiệu của một bệnh rất là nặng, thường kèm theo lâm sàng là bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết và những cái rối loạn khác. Đó là giới thiệu về ban. Giới thiệu về ba ở chi và ở thân là chính. Sau đây là một cái số ba đặc trưng điển hình. Em thấy đây là ban giọng mụn nước nè, nhưng mà là bốn bệnh lý khác nhau. Đó. Cái hình đầu tiên các bạn cho cô biết là đầu tiên là mô tả này, giúp cô mô tả cái hình thái ban ở hình đầu tiên và sau đó là mình cho cái chẩn đoán luôn. Đây thì quá dễ rồi, dễ nhất rồi. Ban gì đây? Hình đầu tiên. Cái mô tả tốt nhất cho cái tổn thương cái ban này là gì? Trên một vùng da thế nào? Có ban nhiều lứa tuổi khác nhau, nhiều hình thái. Đúng rồi, đây là bệnh thủy đậu, đúng chưa? Nó có một trong những cái ban đặc trưng đấy nè. Đó là cái ban mà có lõm ở giữa, ban mụn nước có lõm ở giữa. Khi chúng ta cắt ngang thì nó sẽ hình hạt đậu ở trên nền, đúng không? Hình hạt đậu ở trên nền da, gọi là ban thủy đậu. Hình thứ hai. Hình thứ hai là bệnh gì hả các bạn? Đúng rồi, cùng một tác nhân của bệnh thủy đậu, nhưng đây là đáp ứng miễn dịch thứ phát đối với những virus. Các bạn mô tả là ban giọng mụn nước đó, mọc hình chùm nho, thường mọc đồng thời, phải không? Cái đặc trưng của bệnh zona là gì? Trước khi mọc ban thường có tiền triệu trước, sẽ là đau rát cái vùng sắp mọc ban, viêm dây thần kinh, đau rát. Và sau khi mà ban bay thì cái triệu chứng đau có thể kéo dài từ vài tháng tới vài năm, đặc biệt là ở người già. Điều trị đau trong bệnh zona này thì điều trị bằng gì các bạn? Nhẹ thì có thể dùng para, mà nếu nặng hơn thì các bạn hay dùng mấy cái gì?
và kích thích cái xung động thần kinh đó, mới tái tạo xung động thần kinh đó. Thường dùng cái thuốc gabapentin đó, hoặc là cái gì nữa, à, thậm chí không đỡ, gabapentin không đỡ thì phải sao, chống trầm cảm ba vòng nhé, amitriptyline. À, đây là biểu hiện của Yona nghe. Yona từng mẫn như thế này. À, dời leo của dân gian là những cái mụn nước ở thân, ở cổ, và dân gian vẫn lộ giữa hai loại này, tức là hình thứ hai và hình thứ ba. À, hình thứ hai dân gian cũng gọi là dời leo, và hình thứ ba dân gian cũng gọi là dời leo. Đó có thể là bệnh Yona như hình thứ hai, nhưng cũng có thể là bệnh như hình thứ ba. Hình thứ ba là gì các em? Thường là khi bị tổn thương da mà theo từng vệt, dân gian gọi là dời leo. Nghi ngờ là do nước tè, đúng không? Nước tè của cái con vật gì đó bò trên da bệnh nhân. Bởi vì không thấy con gì đốt trước đó cả, nghi thôi. Nó có thể là Yona hoặc là cái này. Đúng rồi, hình thái mà từng vệt như thế nào, liên quan tới dịch tiết của một loại côn trùng. Đây chính là bệnh gì? À, tổn thương da do kiến ba khoang. Nó là một bệnh viêm da do tiếp xúc đến da liễu thì đúng hơn. Hình thứ tư các bạn. Hình thứ tư là gì? Bệnh lý gì? À, những cái mụn nước ở lòng bàn tay của đứa trẻ hay cái này mình chưa thấy hết. Nhưng mà nhìn như vậy, những mụn nước thưa, phân bố không có đều và chủ yếu ở lòng bàn tay, bàn chân và niêm mạc miệng hoặc là quanh khóe miệng thì bệnh tay chân miệng do enterovirus, Coxsackie virus A71 gây ra. Và đầu tiên là hội chứng tay chân miệng. Đây là những cái tổn thương ở bàn tay của một đứa trẻ bị bệnh tay chân miệng. Hội chứng tay chân miệng thì người ta phân làm 4 hoặc là 5 độ đó, và những độ nhẹ thì không quan trọng mấy, không có đáng ngại. Nhưng mà đứa trẻ có thể bị chuyển độ, đặc biệt là độ 4, độ 5, thì các bạn thấy là nguy cơ về viêm não. Và khi mà một đứa trẻ bị tay chân miệng thì cái mà bác sĩ dặn cho cha mẹ trẻ, một trong những cái triệu chứng mà nó báo hiệu cái tình trạng là biến chứng viêm não của đứa trẻ, đó là triệu chứng gì các bạn biết không? Nếu như chỉ có sốt, chỉ có ban thì chúng ta điều trị triệu chứng là chính thôi. Nhưng nếu như có biểu hiện đó, đúng rồi, giật mình, đặc biệt là giật mình khi ngủ, thì giật mình nhiều thì phải cảnh giác. Cái ban ở trong miệng của đứa trẻ bị tay chân miệng. Đó, tay thì tay chân. Thứ hai là bệnh thủy đậu, đó, ban đặc trưng của bệnh thủy đậu đây các em. Bôi thuốc hệ thủy đậu, đặc biệt là dạ, thủy đậu mà dày đặc như thế này thì phải bôi những thuốc mà làm săn da và vệ sinh da, để lỡ nó có vỡ ra thì không, sẽ không bị bội nhiễm. Bởi vì ban thủy đậu bình thường là sẽ không để lại sẹo, nó chỉ để lại sẹo khi bị bội nhiễm, thì chúng ta dự phòng bội nhiễm là chính. Thuốc thì chỉ có tác dụng nếu như chúng ta cho bệnh nhân uống sớm, đặc biệt là trong vòng 48 giờ từ khi nổ ban. Tốt nhất là 48 giờ từ khi khởi phát bệnh mới có triệu chứng sốt nữa nè. Ban Yona đôi khi khó chẩn đoán lắm các em. Đôi khi rất khó chẩn đoán với một viêm da tiếp xúc khác, đặc biệt là viêm da tiếp xúc với dịch tiết của cơ thể kiến ba khoang. Nhiều khi rất khó. Nếu như thế này thì nhìn rõ rồi nè. Nhìn là rõ rồi, không vượt quá đường giữa cơ thể theo đúng phân dây thần kinh. Nhiều trường hợp Yona nhưng mà lan tỏa cả hai bên cơ thể cũng có luôn, chứ không phải là lúc nào nó cũng không vượt quá đường giữa nghe. Một trường hợp mà Yona lan tỏa thì một cái xét nghiệm chúng ta cần làm đó là gì? Nếu như thấy một người biểu hiện giống bệnh Yona, tuy nhiên nó lan tỏa không chỉ dọc theo đường đi của một dây thần kinh, mà nó có thể vừa có ở mặt, vừa có ở cổ chẳng hạn, thì các bạn phải làm cái xét nghiệm gì? Cơ địa đó là đúng rồi, hay suy giảm đi. Cơ địa đó là phải làm cái xét nghiệm HIV, hoặc là một người một năm mà bị hai lần Yona nên làm cái HIV.
Các bạn thấy là những cái tổn thương rõ hình trình nho thì thường có tiền triệu và đau sau zona dọc theo đường đi của dây thần kinh. Các bạn thấy là người ta ít ghi nhận trên vùng mặt đúng không? Có khi bị zona mặt thì mình phải coi thử đó có phải là kiến bò con hay là không. Là giờ leo hay giờ leo dân gian hay gọi giờ leo. Nó có thể là zona hoặc là do con kiến bò con như thế nào. Không phải do kiến cắn luôn, hoàn toàn không phải do kiến cắn, mà là do chúng ta vô tình đè sạc con kiến, khiến cho dịch tiết trong cơ thể của nó là một chất kích ứng đối với da, nó mạnh hơn 30 lần so với độc lực của nọc độc kiến ba khoa nếu như cùng liều lượng. Cái này là nhẹ rồi, những cái này là nhẹ rồi. Có những trường hợp là nó đậu vào khăn, sau đó vò khăn và lau mặt thì lau tới đâu là sau đó cái tổn thương nổi lên tới đó. Đặc biệt là ở vùng mắt, nó sẽ khiến cho mắt của bệnh nhân sưng, chảy mủ và mù tạm thời trong cái thời gian bị tổn thương. Cái đặc trưng của nó là gì? Dịch tiết dính tới đâu thì nó sẽ đối xứng cái tổn thương, nó sẽ đối xứng qua nếp gấp của cơ thể, gọi là dấu soi gương căn bệnh do kiến ba khoa. Điều trị thì khá đơn giản, trong vòng một tuần thôi thì nó sẽ hết. Các bạn có thể dùng thuốc bôi kem, hay có kháng sinh và corticoid thì nó sẽ dễ nhanh lành hơn. Bởi vì rất hay cái rìa tổn thương này rất hay bị bội nhiễm do tụ cầu và liên cầu. Mình hay dùng cái cọt rentamisone, vừa có kháng sinh vừa có cái corticoid. Nó sẽ không có tiền triệu đau trước, không? Nó sẽ liên quan tới một buổi tối ra ngồi dưới cây cột điện nói chuyện, thấy cái gì ngứa nhục nhột đội lên cổ, cọ cọ cổ thôi, sau đó về sáng hôm sau thì nổi lên. Khi nổi kia mới bắt đầu đau đó, được khi có những tổn thương. Một bệnh có biểu hiện mụn nước khác đó là bệnh do HFV, Herpes simplex virus gây ra. Cái vị trí đặc biệt này là các bạn phải chú ý, cái này hay gặp ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch này. Còn lại hầu hết là nó những cái mụn nước hình chùm nho nhỏ thôi, ở khóe miệng hoặc là ở cánh mũi hoặc là ở khóe mắt, dọc theo cái gần cái khoang của cơ thể đó. Và dịch tiết của nó thì rất là nhiều và liên tục. Các bạn mà để vỡ thì nó sẽ rỉ ra liên tục, tạo ra những cái vải và chúng ta cứ khó chịu chúng ta gỡ, rồi sau đó nó sẽ rất là lâu lành, bị hết đợt này tới đợt khác. Nó sẽ liên quan tới cái chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ chẳng hạn, gọi là những cái chu kỳ có suy giảm miễn dịch tạm thời thì nó có thể bùng phát trở lại. Và đối với trẻ sơ sinh đôi khi nó gây biến chứng là viêm não. Ví dụ đây là một trường hợp HFV tiếp 1, HFV tiếp 1 và HFV tiếp 2. Đây là một số cái trường hợp hồng ban, bong vải mà nặng do độc tố của vi khuẩn. Điển hình là ban trong nhiễm độc tố tụ cầu và ban do độc tố của liên cầu. Nó khác nhau ở chỗ nào? Các bạn xem cái hình thức của nó. Ban do độc tố liên cầu, những cái hình này thì không đặc trưng lắm. Và sốc độc tố tụ cầu, đỏ da bong vải toàn thân này. Đây là cái hình thái của bệnh đỏ da bong vải tụ cầu các bạn. Khi các bạn bị nhiễm tụ cầu thì tại vị trí tổn thương, nó có thể là tổn thương nhỏ hoặc là lớn, có thể là một cái nhọt hoặc là nhiễm trùng huyết do tụ cầu. Nhưng điểm đặc trưng của nó thì đều các bạn biết, độc tố tụ cầu là có những độc tố gây hoại tử da, độc tố tăng máu đúng không? Rồi độc tố gây hoại tử tổ chức vân vân. Do đó thường xuyên có cái tình trạng là bong vải. Những cái nhọt mà ở trên đỉnh cứ bong vải dần, thường là những cái nhọt do tụ cầu và kèm theo bên trong nó có cái mụn nước, mụn mủ màu vàng, đặc trưng của cái tụ cầu. Đây là một trường hợp mà đỏ da bong vải do độc tố tụ cầu, rất hay có sốc nhiễm khuẩn kèm theo. Một đứa trẻ sơ sinh nó hay gặp, đây là một trong những cái nhiễm trùng nặng ở trẻ sơ sinh, đỏ da bong vải tụ cầu. Còn liên cầu thì nó lại ít có cái tình trạng bong vải hơn. Một trường hợp đỏ da bong vải tụ cầu khác các bạn ha. Tụ cầu thì nhiễm trùng tụ cầu nó có rất nhiều hình thức, từ nhọt cho tới chốc lở cho tới nhiễm trùng huyết. Ở phổi thì nó sẽ là viêm phổi, màng phổi, có tràn dịch màng phổi do tụ cầu, nhiều hình thái lắm.
Đây giai đoạn sớm đã ra bông vải cho tụ cầu. Giai đoạn này chưa thấy bông vải, nó khá giống với tình hồng nhiệt trong cái đỏ da nhiễm độc tố của liên cầu A. Còn độc tố liên cầu nhóm A nó khác ở chỗ nào? Nó có thể là biểu hiện nhẹ nhàng sau một cái viêm họng, như một biểu hiện tinh hồng nhiệt đây, thường là như vậy. Hoặc là những cái tổn thương da ở cẳng chân chẳng hạn, thì nó sẽ là hồng và sưng bóng toàn bộ cái chân, mà sau đó ít có bông da. Hình đó thì chạy mua rồi. Bây giờ đến các loại tử ban chìm, tử ban nổi, về kích thước có thể là dạng lấm tấm, có thể là dạng chấm, hay là dạng tử ban điển hình, hay là mẩn bầm máu. Thì đây là các cái hình này các em cũng thấy rồi, nhiễm trùng huyết do nở mô cầu. Nhiễm trùng huyết do nở mô cầu, những cái mẩn, hội chứng sốc độc tố, sốc nhiễm trùng của nở mô cầu, hội chứng Friedreich-Waterhouse. Liên cầu cũng là một trong những bệnh gây phát ban, mà biểu hiện ban sẽ là tử ban chìm hoặc là đôi khi tử ban nổi các bạn. Hình này các bạn cũng thấy rồi, và cái hình tử ban nổi mà ở quanh bộ phận sinh dục mới nãy các bạn thấy đó là ban da lậu cầu hoặc là ban xuất huyết giáp, dẫn giáp do sốt xuất huyết đen ghi mẩn bằng tím quanh nơi tiêm chất. Này thì không phải ban nhiễm trùng, mình bỏ qua. Hôm nay chỉ giới thiệu tới các bạn một số cái bệnh lý chính có phát ban nhiễm trùng thôi, các bạn thấy thế nào? Đôi khi nó khá khó đúng không? Đôi khi nó rất là dễ. Kiểu thủy đậu khá là dễ, tuyến ba khoang khá là dễ, zona khá dễ phải không? Nhưng đôi khi hồng ban đa dạng, không biết do dưỡng thuốc hay do những loại virus mà chúng ta ít gặp, vậy ngay cả gọi tên chúng ta đã khó rồi. Ở đó trong quá trình làm việc thì các bạn có kinh nghiệm thì các bạn sẽ thấy và cố gắng tìm đọc thêm các tài liệu. Rồi, các bạn có câu hỏi gì không? Hy vọng không có câu hỏi luôn, bởi vì bài này thật sự là nó bao gồm quá nhiều loại bệnh luôn. Và đôi khi chúng ta không nắm hết nữa, có những bệnh ở nước chúng ta ít gặp, nó sẽ phụ thuộc vào dịch tễ của từng loại tác nhân gây bệnh đó. Rồi, các bạn có câu hỏi gì không? Nói vậy chứ cứ hỏi hết. À có, tử ban chìm, tuy nhiên nó không nằm trong hội chứng phát ban nhiễm trùng, ban nó không phải do nhiễm trùng. Chúng ta sẽ mô tả là tử ban chìm. Ban có thể do nhiễm trùng hoặc không? Rồi, các bạn có câu hỏi gì khác không? Mình sẽ chiếu lại những cái ban cho các bạn xem. Ban lậu cầu, ban của nhiễm khuẩn huyết do liên cầu lợn. À, đậu xanh thì là một trong những cái biện pháp dân gian gọi là làm mát và giảm độc, thì nó có thể hơi đỡ triệu chứng, em có làm đỡ triệu chứng đối với những cái bản chất là viêm nóng và do độc tố thì nó cũng có đỡ. Tuy nhiên bây giờ chúng ta có thuốc rồi thì chúng ta dùng thuốc nó sẽ đỡ nhanh hơn nữa. Còn với Yuna thì gần cái đậu xanh nó không có tác dụng nhiều. Rồi nếu như không có câu hỏi gì thêm thì mời các em nghỉ sớm một tí nhé. Rồi 2 tiết sau thầy cô khác dạy mình vẫn học bình thường. Chào các em.